Vâng, không có cung ngà đây, tí vừa lên 4 xong. Nhưng sẽ lọt ngà và nhiệm vụ chính của chú trẻ nắng ở trong tình huống đẩy quân này đó là ngoáy dân. Vâng, cơn lọt ngà là để ngoáy dân anh em ạ. Đây là cung ngà minh văn, úi dồi ôi. Vâng, đây là bài Katarian đến từ thủ chim sẻ. Quả đầu 6 cây đến từ thủ chim sẻ. Vâng, đây là Kata đến từ thủ chim sẻ nắng ở trận đấu này. Một bài đấu ở trong cánh có thể lên thẳng 4 được anh em ạ. Góc này có thể lên thẳng 4 đây cho cái thủ chim sẻ nắng. Chúng ta có màn máy của game thủ Văn Hưởng bài cầm pơ với một bãi quả đầu ở đây. Tiền đạo cắm lại bị thụt vào trong cánh thế này, đưa kiếm cho nhầm người rồi anh em ơi. Pơ Hưởng lại tụt vào trong cánh, Huy cầm Summer ra đầu cánh, đang có cái đi dò. Và cuối cùng là màn máy Nam Sông Kiêu bài đấu được cầm Roman đầu cánh. Rồi chúng ta sẽ theo dõi màn máy Nam Sông Kiêu. Một đơn vị quân khả năng ép đời tốt bên mình. Có bài đầu cánh như là Nam Sông Kiêu đã đi dò nhưng chưa đồ lùa về. Chú ý chỉ dân đi em ơi. Dứt điểm đội bạn được thì ngon luôn. 5-1 cái băng binh luôn anh em ạ. Tuyên bố luôn cuộc đua, à xin lỗi, giải đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đang là vòng đi dò. Và cảm ơn anh Crocodile Lê đã gửi tặng cái thủ Văn Hưởng 30 sao nhờ. Tặng cu em cố lên nào. Ok anh ơi. Đang là vòng đi dò ở trận đấu này. Rồi anh em nào cũng kêu 4-2 cái gì nên đang dẫn trước 4-1 thì làm gì đã thua đâu mà 4-2 anh em. 4-2 còn phải đánh nữa. Đang đi dò tìm đồ lùa về, bài Nam Sông Kiêu lại không thấy đồ. Đây máy Kata xẻ bầy hiêu đưa về, một bầy hiêu có 7 con sát mép cánh rừng, đang cố gắng lùa nó về nhưng gỗ đầu của xẻ có vẻ là xa. Đấy, những con đơn sắt gỗ đang khiến cho bầy hiêu chỉ trẻ nắng hơi loằng ngoằng. Xem cụ Hưởng à, đây máy cụ Hưởng đây. Cụ Hưởng trận này cầm pơ, à bài pơ quả phụ có voi nhá, một bầy hiêu luôn. Gào gào lắm rồi. Rồi làm vào bây giờ có quả phụ đánh cho bài đấu này. Voi đưa về hai voi, bầy hiêu bãi quả đủ đô đến từ cái thủ Văn Hưởng ở trong trận đấu này rồi. Rồi câu voi về rồi. Ờ 44 thua Nghệ An, thua Nghệ An 3 vòng. Ờ 44 mới thua mỗi Nghệ An thôi. À đâu? Thua Thái Bình. Thua cả Thái Bình Nghệ An. Đây voi đưa về đây. Ờ đâu lên quá tệ đâu. Giải quyết voi này. Rồi có quả phụ luôn. Rồi xem máy xẻ ra nào. Bài Kata đây có quả phụ bầy hiêu đây. Nhìn qua bài Kata của trẻ thì đang có rất nhiều rừng nhá anh em. Rất nhiều rừng. Này cũng cửa đi 4 không đây. Có siêu tử và bầy hiêu nữa. Bài hiêu quả phụ, bầy hiêu phụ. Bài nhìn qua rất là khung rồi. Nhưng không biết là có lựa chọn lối đánh là lên thẳng 4 đến từ con Kata này hay không đây. Thêm bầy hiêu nữa. Đây cho bài đấu này. Vâng, xin gửi lời chào đến 4.000 anh em đang có mặt trên fanpage của game thủ Văn Hưởng ở trong buổi tối ngày hôm nay nha anh em. Và cảm ơn anh Thế Thái đã gửi tặng game thủ chim trẻ nắng, à xin lỗi, game thủ Văn Hưởng 35 sao ạ. Tóc cụ Hưởng nhìn như lông khởi nghĩa. Cái lông này thì kệ lông thôi, điều quan trọng là chúng ta thắng là được anh em ạ. Chúng ta xem tiền đạo cắm Nam Sông Kiêu có lên được đời không. Tiền đạo cắm Nam Sông Kiêu đang có một con voi, một bầy hiêu ở trong trận đấu này. Thông tin báo về bên phía đôi bạn cũng người kích 92x rất nguy hiểm. Và 92x là kích 2 anh em ạ. BL và đang đợi gỗ để đóng BM. Thông tin báo về đôi bạn lên muộn lắm.
Đây là bàn máy của Văn Hưởng, 24 dân, đã kích đời rồi, bài pơ dâng lờ. Ai à, tiền đạo cắm đây rồi anh em ơi, tiền đạo mới cắm một BL vào gần nhà đối thủ thôi. Thêm chiếc BS nữa. Cái kia thì có BB cầm Minman đánh cung, Siman cầm Egypt đánh cung, tí thầu cầm Thô Greg đánh chém. Đó đã có để đi luôn. Ai sẽ được đây rồi, vâng, game thủ kiểm bàn thầu hơi đáng tiếc, không phải là BB. Bình thường thì BB lấy màu 4 nhưng trận này thầu lấy màu 4 anh em ạ. Xiên làm tạm 3 dân, bái quả này đúng là. Ôi em ơi, thầu ơi, hôm nay thầu có trận cầm cung A một áo, đẩy cung A hai áo thì tôi đến đạ thầu. Rất tấu hài đây tiểu bàn thầu. Ơ sao thầu có đôi voi không ăn lại đi ăn mấy quả xa thế nhở? 25/36. Ơ thầu lại dò lỗi đôi voi. Vâng, đôi voi ngay trước cửa không ăn, ông kéo dân đi ăn cái bãi quả. Úi dồi ôi, ông thầu lại bịp rồi. Đây là rất nhiều dân tiểu bàn thầu có dò thủ. Đôi voi ngay gần nhà BL của tiểu bàn thầu nhưng thầu không tìm ra. Vâng, đây là rất nhiều dân thầu, lạc đà chuẩn bị thả vào đây rồi. Chém ngay tên dân này của thầu đi. Chỉ có thể là tiểu bàn thầu anh em ạ. Mày chạy đi đâu mà thầu, anh đố mày chạy được tên dân này đấy. Vâng, con vò này của Hưởng chỉ ăn với đuổi dân thôi, chứ nó không bao giờ chạy đi cả. Nó cũng không thèm chọc dân của em luôn thầu ạ. Đây, anh gửi em hai con lạc đà chơi chơi vậy nào. Vào đây em dai. Vâng, xin luôn tên dân của tiểu bàn thầu, trục dân luôn. Bài cầm pơ đến từ Văn Hưởng, tiền đạo cắm đang chém dân của tiểu bàn thầu. Một bài chém tốt đến từ Văn Hưởng 2L nào. Trong cánh của tiểu bàn thầu sẽ là game thủ nào đây? Dứt điểm luôn BB Club nào các bạn ơi. Vâng, ăn được dân tiểu bàn thầu rồi. 29/36 dành cho bài đấu này của game thủ Văn Hưởng đang chém trong cánh, đó là người cầm màu 1, game thủ Michael Tý. Ơ phô cái cánh này thế là phô đánh cung rồi anh em, như vậy là phô đánh cung. Em trận đấu này không phải phô đánh chém, rất xin lỗi anh em, phô đánh cung nha. Phô đánh cung ở trận đấu này, không phải bài phô đánh chém. Cố gắng chơi nào. Tham lai là số 30, chúng ta chuyển sang tiền đạo cắm bên kia là Nam Sông Kiều. À đây rồi, con Minwan này. Ôi em ơi, em bổ được con Minwan này thì ối dồi ôi luôn em ạ. À, em đổ bổ được con Minwan này là ok luôn đấy. Bổ được con Minwan này không? Vâng, 32 đang chém me để có thể lọt vào nhà đội bạn luôn. Vâng, tôi đang rất mong muốn một tên lọt vào. Rất mong muốn một tên lọt vào dành cho bài đấu này. Chưa lọt vào được. Và có cung R màu 2 đẩy lên. Cung R kẹp sọc đơn của Egypt. Egypt đánh chém đầu cánh anh em ạ. Egypt chém đầu cánh. Và tham lai là 37/76. Đây là mặt máy của game thủ Văn Hưởng. Văn Hưởng tham lai 4, à sẻ tham lai 45. Xin lỗi các bạn, đây là sẻ cung nhà chính ra. Và phút thứ 17 theo anh em đã kích 4 chưa? Và xin phép là theo anh em là phút thứ 17 này thì chúng ta đã kích 4 chưa? Và xin phép hỏi anh em là tầm này chúng ta đã kích 4 chưa nhỉ? Tham lai đơn số là 50 đến cái thủ chia sẻ bài cầm Katarian. Vâng, không thấy có con ruồi nào bay vào nhà. Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, anh em có thấy có con ruồi nào bay vào nhà chim sẻ nắng không nhỉ? Và ruộng là rất nhiều đến cái thủ chim sẻ, và rất nhiều anh em đang báo về là sẻ đã kích 4 với bài đấu được cầm Katarian phút thứ 17. Và bây giờ mới đóng ca anh em nhé, chứ còn chưa kích. Bây giờ mới đóng ca anh em ạ, anh em kích 4 rồi tôi cạn lời. Và phút thứ 19 kích là đẹp rồi. Đó, đây là một máy của game thủ khác bắt đầu nhồi đồ đến từ Nam Sông Kiều. Tiền đạo cắm tham lai 42, anh Huy tham lai 54 đang ốp vào nhà game thủ Michael Tý cùng với Văn Hưởng. Lạc đào Hưởng đang là rất đông, chúng ta xem tên ốp quân này sẽ ngồi nhà lên 4 và nhồi một tên đồ kích 4 chứ còn gì nữa anh em ơi. Lọt vào nhà của game thủ Michael Tý luôn. Đây là máy của Văn Hưởng. Tiền đạo cắm Văn Hưởng đã có một bài đấu cầm Persian lọt nhà người cầm phô. Cánh bên này thì tiểu bàn thầu không có sát thương anh em ạ. Cánh bên này tiểu bàn thầu không có sát thương, không có bất kỳ sát thương gì đến con Greg. Và Hưởng đang ngoáy trong nhà của người cầm phô, game thủ Michael Tý. Ôi rồi ôi, cơn địa chấn đây rồi. Vâng, xin phép anh em là đang chở tàn tớt cái. Và
Được, xin phép anh em là tôi đăng đăng cái sở ta tớt cái được không ạ? Được không anh em? Đây rồi, chém tân đội bạn thôi. Rồi, chả nhẽ bây giờ tôi xin phép tuyên bố giải đấu bây giờ chính thức bắt đầu cái. Tham lại 11, Văn Hưởng giữ tham em ơi, em fit rồi đấy. Vâng, mày chém vừa thôi chứ không fit bó nữa rồi. Này, lăn quay ra fit thế này. Từ từ nhá anh em nhá, chưa thắng đâu. Đeo máy của game thủ chim sẻ nào. Là duyệt cho máy chim sẻ đi, đến 4 cái. Em sẽ đến 4 anh em ạ. Tăng em hello mọi người. Đâu rồi, tăng A rồi, 5A. Bài Katarian cái. Ở đây tôi sẵn sàng để sẵn cái đăng sở tất đây rồi. Rồi lên 4 sao. Đấy từ cái thủ chim sẻ đã lên 4 sao ở trong trận đấu này rồi. Lại cùng xem cái thủ chim sẻ đang thi đấu như thế nào với cái bài đấu được cầm Katarian đã lên 4. Cùng chờ đợi anh em ơi. Để sẵn ở đây để chuẩn bị gì ấy rồi. À, chào anh Khái Lửa nhá. Xin chào lần đớp hết được không anh em? Cứ gáy đã tí có gì tính sau rồi anh. Ok anh luôn. Tạm lại 80 rồi, 60 A đều. Hot của Katha. Vâng, tầm này đẩy đâu là mình nghĩ là cũng được đấy đấy. Đeo máy Nam Châu Q tham lai 41 này và đang rất khỏe này. Anh Huy tham lai 83 này, Summerian này lên 4 đánh hot thần này. Là ok này, xong thì cho Nam Châu Q về hồi đánh đạp đôi này. Đội bạn đời 4 lại không có hot này. Quá hay này. Vâng, đời 4 bạn không có hot nha anh em, chỉ có đạp đôi Egypt thôi. Đối phương không có hot. Chỉ có cung Amin Man và đạp đôi Egypt. Còn chúng ta có hai con hot. Một hot của Katha, một hot của Summer. Và đạp đôi của Zoman. Đấy. Viper nữa anh em ạ. Nhưng mà thôi, còn Viper này thì chắc đến Tết Pháp năm sau, tham còn 6 này thì Viper cái gì. Giữ được đúng một dần chạy về đến từ Văn Hưởng. Tiền đạo cắm chén bán máu. Nam Sâu Kiêu tham lại 40 về hồi luôn rồi. Thôi xem máy xẻ thôi. Vâng, đồng đội đã làm quá tốt để cho game thủ chim sẻ đáng thể hiện khả năng chủ lực của mình. Và chúng ta cũng chờ đợi xem game thủ chim sẻ đáng sẽ như thế nào để bù đắp lại cho những người đồng đội của mình đây. À, xin gửi lời chào đến 5.000 anh em đang có mặt trên fanpage của Cụ Hưởng. Cụ sẻ thì đang bung ra ăn vàng đây rồi. Còn Cụ Hưởng thì về hồi. Vâng, bắt đầu ăn vàng. Và sẻ sẽ bắt đầu đẩy chưa? Vẫn chưa đẩy đến từ cái thủ chim sẻ. Đẩy 4 kê đây rồi chứ chưa đẩy. Ta đánh về một thế đời 4. Bùng hai nhà chính ra ăn vàng. Anh em hãy nhớ rằng đánh đời 4 này thì các cái thủ bên phía team BB Club sẽ không có hot nhá. Đối phương sẽ không có hot. Sẽ có cung A của Minwan và đạp đôi Egypt với cả đạp đôi Pho thôi. Bơm cho Huy lên 4 luôn. Cho Huy đánh hot thần của Summer là mắc binh. Thế để chơi lại đạp đôi Pho, đạp đôi Egypt. Rồi thông tin báo về bên kia thì Huy đã lên 4 với bài đấu được cầm Minwan rồi. Hot chúng ta không đẩy được con cung A Minwan anh em ạ. Hot Katha này thì thôi. Bỏ qua ngay cái ý định đẩy cung A Minwan luôn. Vâng, Nam đang hồi con Zoman rồi. Anh em nhìn thấy Nam hồi một ổ rất to ở trước cửa nhà chim sẻ kìa. Hot bắt đầu đẩy và có lẽ là chúng ta sẽ phải đẩy nhà người cầm phô trước anh em ạ. Đẩy phô trước. Đẩy phô kê vàng đến từ chim sẻ để cho game thủ Anh Huy và Nam Sung Kim lên 4. Nam sẽ là người lên 4 tiếp theo. Vâng, sẽ bơm phát đủ đồ lên 4 luôn. Đến từ Nam Sung Kim kích 4 thẳng. Và đã kích 4 đến từ Nam Sung Kim. Vâng, chim sẻ đang quá lực. Khi bơm một tơn đồ cái là Nam Sung Kim kích 4 luôn. Anh Huy sẽ tự kích 4 ở trong trận đấu này và mình nghĩ rằng Huy đã kích 4 rồi. Vâng, đây tham lai 111 đây, tăng Nga đánh hot thần thôi em ơi, bung gian vàng nhiều lên đúng rồi. Vâng, em đánh như anh đánh thế này thì thua thế nào được. Vâng, cảm giác Huy đánh như tôi đánh giải cơm gia đình anh em ạ. Đánh rất giống tôi. Đeo máy người thủ chim sẻ. Sẻ tham lai là 137, 192 và đây một trận đấu mà ta có thế đời 4. Cơ hội để kết thúc luôn BB Club luôn. Vâng, bắt đầu bắn thôi nhà của người cầm phô. Bài phô này ta đóng B để có thể lên 4 rồi. Chúng ta có hot đẩy trước. Không có cung Nga của BB ở đây thì tôi thề các bạn luôn, tí sẽ siêu yếu. Vâng, không có cung Nga ở đây, tí vừa lên 4 xong. Nhưng sẽ lọt nhà và nhiệm vụ chính của chim sẻ đáng ở trong tình huống đẩy quân này đó là ngoáy dân. Vâng, cơn lọt nhà là để ngoáy dân anh em ạ. Đây là cung Amin Man, úi dồi ôi, úi dồi ôi. Vâng, BB cứ đi quân như thế này thì ức lắm. Vâng, chết cửa kích cung Nga mới để ý đến từ BB. Một tên thì quân lỗi hiểu BB nhưng chúng ta đang có hơi ít hot ở đây. Đã vẫn là người phải rút lui. Và dường như là BB có một tên đi sang bắn Nam Sông Kiêu chứ không phải bắn anh Huy. BB chợt nhận ra là Nam Sông Kiêu mới là mối hiểm họa nên cung A di chuyển từ 6 giờ ngược về góc 2 giờ của game thủ Nam Sông Kiêu. Và sẽ phải sang kê nhà Nam Sông Kiêu tuần này khi Nam vừa mới lên 4 xong thôi. Bơm đồ để cho Nam kích đạp đôi, đội bạn đang ốp Nam Sông Kiêu.
Vâng, đây là bàn máy cầu thủ Nam Song Kiều. BB giật mình nhận ra rằng Nam Song Kiều mới là mối hiểm họa to lớn. BB quay trở lại để đẩy nhà Nam Song Kiều. Tham Lai đang ở số đó chính là 68 dành cho cầu thủ Nam Song Kiều. Một bài lên 4 mà đang hơi yếu về lực, nhưng sẽ sang bắt cung A cho Nam Song Kiều. Chúng ta có bàn máy anh Huy. Anh Huy đã lên 4 xong, chúng ta đang có 3 người lên 4 ở trận thiếu này anh em ạ. 3 nhà lên 4, tôi xin nhắc lại anh em là 3 nhà lên 4. Một Kata, một Summer và một Roman là đã lên 4 thành công. Và chúng ta đang có hai con hot của Summer và Kata. Còn game thủ Nam Song Kiều sẽ kích đập đôi. Và đây là bàn máy của game thủ Nam Song Kiều, Tham Lai 70 hủy diệt team BB Club trong buổi thi đấu ngày hôm nay ở lượt trận đấu cuối cùng lượt đi. Và tuyên bố với anh em là giải đấu bây giờ mới chính thức được khởi tranh. Tham Lai 71 để cho bài đấu này. Vâng, như vậy là Tý là người đi sai và 5-1 dành cho các game thủ đến từ Clan FPS. Vâng, xin phép em đăng cái status được không ạ? Vâng, xin phép đăng status được không anh em? Vâng, có được không ạ? Vâng, xin phép thông báo. Vâng, giải đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đấy, xin phép thông báo là giải đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu. Anh có thể vào ngay group chim sẻ đăng fan club được không ạ? Hưởng không còn vui tính như xưa nữa rồi anh em ơi, Hưởng không còn vui tính nữa rồi. Xin phép giải đấu bây giờ chính thức bắt đầu 5-1 ở trong lượt trận đấu này.